em ở nhà nhé. Anh đi tranh thủ đi lấy mấy cái cột để làm, đêm mai làm thì làm cái mái ra để chuyển lửa ra ngoài đốt nhé. Xong đi thì anh về em đi đón qua, không nó đi một mình.
Em ở nhà nhé, anh đi đón con bé, con sợ muộn giờ. Kim ở nhà ấy. Cô Kim ở nhà. Cô Kim đang ốm. Tối qua ngủ với cô Kim nhé. Ở đây với cô Kim ở gối nhé.
Con ở nhà nhé, con nhà tí con hộ cô Kim nó con nhé, chú chạy đi lấy cái giường ấy, lấy giường để tới cô Kim ngủ nhé, chú hôm nọ chú bảo người ta làm rồi, giờ đi lấy nhé.
đâu? Con tám rồi á? Con ở xa tí để chú hạ này xuống nha. Đấy. Rồi. Để bán rác qua cho cô Kim ngủ tám đã, ngày mai các bán sau nhé. Đây con cầm cái này để thi. Để hết đi thi nghe. Chú sẽ đưa này. Không, cái này nặng con không nhấc được đâu, đây để chú nhấc. Nặng lắm đây đây, để cái này để tí cái này ngán nhỉ, cái này ngán, cái này ngán. Và nấy là đợi vào chân đi con ạ. Đấy. Đi ra đi con, đi ra đi. Mai kia sáng rửa lại xong nhé, rửa lại bán nha. Nào con đi ra nào, con đây để chú bác đi. Cô kia đi, cô vừa mổ xong là không được làm vệ nạn đâu. Nghĩ để đau bụng ấy. Đấy. Đây, mai sửa sau. Mai thứ bảy không học phải không? Mai thứ sáu. Mai thứ sáu à? Ừ, mai thứ sáu này. Cô ở trong kia. Đấy, 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 đang ra đây. Hả? Ăn cơm nhỉ? Ừ, thế chú đi kiếm cái gì nấu xong ăn nhé. Đấy. Ồ nhảy lúc này chú quên không mua cái màn. Mai đấy, mai đó, mai mua cái màn nữa. Đấy, tối con ngủ với cô Kim ở đấy nhá. Chú ngủ cái này nhá. Kết quả thích hợp, nó sẽ tìm ra kết quả thích hợp.